Cũng trong chiều nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, cùng đoàn kiểm tra số 2 của Ủy ban Bầu cử tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Phù Cử. Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Phù Cử được triển khai đồng bộ, khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo đúng nội dung tiến độ theo luật định. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân. Toàn huyện có 91 điểm bỏ phiếu, trong đó có 12 điểm bỏ phiếu tại nhà dân. Huyện đã cấp đủ hòm phiếu, con dấu, thẻ cử tri theo quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Phù Cử tập trung rà soát lại tất cả các văn bản hướng dẫn, các khâu, các bước trong quy trình tổ chức bầu cử để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, chủ động nắm bắt tâm tư quần chúng nhân dân, kịp thời xử lý những vụ việc phát sinh ở cơ sở. Rà soát, nắm chắc di biến động của cử tri để bổ sung kịp thời. Tại các khu vực bỏ phiếu, phải đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, phân công cán bộ y tế, trực và có phương án phân luồng, giữ khoảng cách khi cử tri đến bỏ phiếu, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về bầu cử gắn với tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức, xây dựng phương án xử lý một số tình huống có thể phát sinh trong quá trình bầu cử, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Hoàn thành công tác bầu cử đúng cơ cấu, đủ thành phần, đúng thời gian, đúng pháp luật và đúng phòng dịch. Trước đó, đồng chí Trần Quốc Toản cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại xã Đoàn Đảo và thị trấn Trần Cao. Tại đây, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu dương sự nỗ lực chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử của các địa phương, đồng thời trực tiếp giải đáp một số ý kiến vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ ở các tổ bầu cử.